Xin chào mọi người, hôm nay mình vào bếp và làm món bánh canh rất là ngon cho mọi người thưởng thức nha. Ở đây mình có nấm hương rừng mình đã rửa sạch rồi, một miếng sườn non chay mình đã ngâm mềm rồi, mình sẽ vớt ra rửa lại với nước và sắc nhỏ nha mọi người. Mọi người có thể thay thế bằng đậu hũ tùy thích nha. Ở đây mình nhà mình chỉ có sườn nên mình nấu với sườn non. Bây giờ mình cắt nhỏ củ hành tím ra để mình phi thơm, phi cho nó thơm á mọi người. Mọi người có thể dùng cối để giã. Mình cho trực tiếp hành tím vào nồi luôn. Rồi cà rốt thì mình tỉa hoa và sắc lát mỏng nha. Tùy mọi người thích bao nhiêu thì để vào bấy nhiêu. Nấm hương rừng rất là mềm rồi. Mình sắc mỏng bắp cải và ngâm với muối cho sạch nha. Ngâm muối một xíu khoảng 3-4 phút rồi mình rửa lại với nước sạch. Khoai tây mình gọt vỏ cho sạch, sau đó thì rửa lại với nước và cắt mỏng. Cắt lát như vậy thì khi hấp nó sẽ rất là nhanh chín. Nếu mà mình để nguyên củ mình hấp thì nó lâu hơn. Mình sử dụng một củ thôi nha. Mình đem đi rửa lại. Sau khi cắt xong thì mình rửa lại cho sạch. Rồi mình sẽ đi hấp luôn. Mình hấp khoảng chừng 5 phút thì khoai tây nó đã chín rồi đó. Cho khoai tây lúc nóng vào tô và nghiền luôn thì nó rất là dễ nghiền. Sau khi nghiền khoai tây đã mịn rồi đó thì mình cho một ít bột năng vào. Cứ canh sao mà để cho nó vừa đủ, mình thấy nó khô khô là được. Như vậy nè mọi người. Ở đây là mình có cái phần rong biển và đậu hũ mình xay để dành. Mình để tủ đá, mình đã rã đông rồi. Bây giờ mình cho bột năng vào và trộn đều. Sau khi trộn bột xong á thì mình sẽ để đây cho bột nghỉ. Như vậy nè mọi người, mình sẽ ra giường hái một ít bông bí và rau bó xôi để vào. Mình sẽ cho vào cái nồi bánh canh của mình ăn cho nó ngọt nước. Mình hái được bao nhiêu đây nè mọi người. Bây giờ mình sẽ đem vô và lặt. Mình lặt bông bí và rửa. Bông bí nấu canh ăn rất là ngon và làm nhiều món rất là hấp dẫn như là chiên nè hoặc là xào. Hôm nay món bánh canh của mình có nấm hương, cà rốt, bắp cải nè, bông bí nè, bó xôi nè và sườn non chay. Mình đã cắt nhỏ hết rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ vào bếp và nấu nha. Đầu tiên thì mình sẽ phi thơm hành. Hành tím mình đã băm nhuyễn rồi đó. Mình phi thơm vàng lên á thì mình sẽ cho nấm hương vào. Mình đảo đều cho nấm hương chín. Sau khi nấm hương xào được săn lại á thì mình sẽ cho sườn non chay vào luôn. Mình đảo đều lên. Mình đảo cho sườn non nó săn lên, nó thơm, nó thấm hành, nó thơm á mọi người. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho nước vào. Mình đổ khoảng hơn nửa nồi và mình nấu. Trong khi đợi nước sôi thì mình sẽ đi nhào bột lại. Mình nhào cho tới khi mà bột dẻo mịn là được. Mình nấu nấm hương lâu lâu để cho nó ra nước ngọt. Cho nước sôi vài dạo thì mình sẽ cho bột khoai tây vào. Mình có thể vo tròn hoặc là những cái cọng dài dài như vậy. Khoai tây kết hợp với bột năng vừa dai vừa mềm ăn rất là ngon luôn. Bột khoai tây mình xài không hết, mình có thể bọc lại và đem bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, ngày hôm sau vẫn dùng lại được. Bột bánh canh khoai tây đã xong rồi, bây giờ mình cho cà rốt vào. Tiếp theo là mình sẽ vo những cái viên bột đậu hũ rong biển này nha. Đó, mình sẽ cho vào đây những cái viên tròn tròn, nhìn rất là dễ thương luôn. Sau khi vo viên xong thì mình sẽ đảo đều một lần nữa cho bột chín đều. Cái viên rong biển đậu hũ này nó cũng rất là nhanh chín. Mình trộn lên để cho chín đều các cái viên đậu hũ rong biển này. Khi mà mình thấy nó trong hết các mặt á là cái viên này nó đã chín rồi đó mọi người. Rất là nhanh chín. Sau đó mình cho một ít muối và cho bắp cải vào. Tiếp theo là mình cho những cái cọng cải bó xôi vào. Cọng lâu chín hơn lá cho nên mình cho vào trước. Đem vào đây 2 muỗng hạt nêm chay. Trộn đều lên và mình cho tiếp bông bí vào. Mình cho bông bí và cải bó xôi vào một lượt luôn đó mọi người. Đó, rất là nhanh chín. Bây giờ thì mình đè nó xuống cho nó chín nhanh nhanh.
cái viên này nó đã chín rồi đó mọi người. Đợi cho cải và bông bí chín thì mình sẽ cho tiêu vào và tắt bếp. Xong rồi đây, thành quả của mình rất là ngon. Những cái viên nhìn nó trong vắt, nó đã chín rồi và ăn rất là dai và thơm, thơm rong biển. Đó, ăn rất là ngon luôn đó mọi người. Nếu lần sau mình nấu, mình sẽ bỏ những cái viên tròn này vô trước. Còn những sợi bánh canh dài thì mình cho vô sau vì nó rất là nhanh chín. Bây giờ nó đã trong suốt và rất là mềm, và đặc biệt ăn rất là ngon luôn đó mọi người. Nước dùng thì rất là ngọt luôn. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau nha.